Còn đối với một cái đốc sạc như này, các bạn có thể quan sát để trên bàn rất là oai, chúng ta cắm vào đây rất là đẹp. Vâng, đây là một cái rắc chuyển tai nghe, có thể là anten nữa. Đây là cái đầu chuyển của đốc giúp chúng ta có thể tương thích với một vài dòng máy của Sony. Ví dụ như là cái đốc này có thể dùng với Sony Z hay là Z2. Bây giờ mình sẽ đi sâu với cái sản phẩm này. Đừng quên là nó có cái sách hướng dẫn mà bạn nào mà học những cái khoa kiểu Việt Nhật hay gì ấy thì sẽ đọc được thôi, còn rượu thông minh thì chắc là chịu luôn. Luôn luôn phải vào cái phần có cái phần bàn phím và chúng ta chọn xem có tiếng Việt không nào. Tiếng Việt có rồi. Vâng, cái sản phẩm của Sony ấy, thì rất là hay. Sony là một cái nền tảng quốc tế rất là mạnh, nghĩa là nó quốc tế hóa và bao giờ nó cũng xây dựng là multi language. Nó không bao giờ giống như một số sản phẩm khác là từ nước ngoài về lại phải cài đủ thứ tiếng mới có tiếng Việt. Và bây giờ cái vấn đề tiếng Việt là đã không còn rào cản rồi. Vâng, và mình sẽ đi sâu một chút về phần mềm, mình sẽ thử xem cái chiếc ZL2 này phần mềm của nó ra sao. Bên này thì vẫn là một cái phím nguồn rất là đặc trưng định hướng sản phẩm của Sony, đó là cái phím nguồn Xperia. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây thiết kế dạng nhôm rất là sang. Hai cái phím
về mặt kỹ thuật cũng như là thúc đẩy một cái trào lưu về những sản phẩm từ Nhật Bản. Vì Rượu Thông Minh có một cái nền tảng là một công ty xuất thân từ những du học sinh từ bên Hàn Quốc và Nhật Bản. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Nếu các bạn cảm thấy hữu ích thì các bạn vui